Như Quỳnh xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Ngôn Tình Chuito. Hôm nay mời mọi người đến với tập 99 của bộ truyện Cuồng Phong Loạn Vũ, tác giả Tề Đằng Nhàn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngọc Tiểu Long đương đương là trung tướng của Thương hội Hắc Long của Hoa Quốc, còn chưa làm được gì Bốp Đa Nốt. Tên tầm thường như Tề Đằng Nhàn mà có bản lĩnh này sao? Nói thật cho anh biết, sự án Cảng Nước Sâu sẽ do tập đoàn Tư Thị chúng tôi đảm nhận. Tư Ngọ Tuyết thản nhiên nói, tôi đã mời Shevchenko, lãnh chúa vùng cao nguyên Đông Bắc của Tuyết Quốc. Có ông ta đầu tư, hơn nữa, anh còn đắc tội với Bốp Đa Nốt. Anh cảm thấy tập đoàn Hướng Thị còn có cơ hội với sự án Cảng Nước Đông Hải nữa sao? Lúc nói những lời này, vẻ mặt của Tư Ngọ Tuyết tràn đầy tự tin. Hai chữ thắng lợi đã được viết lên trên khuôn mặt kiêu ngạo của cô ta. Tề Đằng Nhàn cười nói, Shevchenko, người đàn ông làm giàu như làm trâu làm ngựa cho cổ tân tư cơ. Cô nghĩ cô kéo ông ta đến thì sẽ có thể chia được phần dự án Cảng Nước Đông Hải hay sao? Tư Ngọ Tuyết đáp, anh cứ việc mở miệng anh hùng đi, đợi đến buổi chiều ở đại hội thu hút đầu tư mới biết mình ngu ngốc cỡ nào. Tề Đằng Nhàn gật đầu, cười nói, được. Tư Ngọ Tuyết không muốn nói thêm gì nữa. Cô ta gặp Tề Đằng Nhàn cũng chỉ muốn tuyên bố chiến thắng của mình rồi đưa cơ hắn một phen. Người này đã đắc tội với Bốp Đa Nốt, sẽ không thể trụ được lâu dài. Đến lúc Bốp Đa Nốt đưa ra kháng nghị với chính phủ Hoa Quốc thì chỉ có đường chết mà thôi. Ở trong mắt cô ta, Tề Đằng Nhàn chỉ là một tên đàn ông liều lĩnh, không biết tốt xấu, cũng không biết nhìn phán đoán. Người nào có thể đụng vào, người nào không thể đụng vào, hoàn toàn là không phân biệt được. Đi thôi, tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, rồi buổi chiều tới khai mạc đại hội thu hút đầu tư. Tề Đằng Nhàn hướng về phía Dương Quan Quan nói. Vâng, Dương Quan Quan gật đầu, cùng Tề Đằng Nhàn tìm một quán Starbucks rồi yên vị, gọi hai tách cà phê cùng một ít món tráng miệng. Mông còn chưa kịp nóng, Hướng Đông Tinh đã gọi điện thoại tới tìm Tề Đằng Nhàn hỏi tội. Rõ ràng, tin tức về việc hắn đã đắc tội Bốp Đa Nốt đã bay đầy trời. Đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lại truyền ngàn dặm. Tề Đằng Nhàn quay đầu, bất đắc dĩ cười cười với Dương Quan Quan. Anh còn cười à, anh nghe thấy anh đắc tội với người như vậy, cũng cảm thấy đau cả đầu. Dương Quan Quan bất đắc dĩ nói, có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh bảo tôi yên tâm, nói là anh sẽ xử lý. Kết quả là anh xử lý tôi đúng không? Anh có biết người lần này đắc tội là ai không? Đó chính là Bốp Đa Nốt đấy. Toàn bộ tập đoàn Hướng Thị phải gánh trách nhiệm vì sự xúc động nhất thời của anh. Hướng Đông Tinh hùng hổ đi vào, đối mặt với Tề Đằng Nhàn liền trực tiếp hỏi tội. Hiển nhiên là chuyện này đã khiến cô ta cảm thấy sợ hãi. Tề Đằng Nhàn cười đáp, thư ký Dương bị tên Ivanov kia quấy rối, tôi nhìn không nổi cho nên mới ra tay. Hướng Đông Tinh nghe xong liền nhíu mày lại, sau đó thở dài, lúc chúng ta đang yếu thế thì anh nhịn một chút cũng không cần đến mức phải ra tay cơ chứ. Dương Quan Quan ngẩn người, không biết Tề Đằng Nhàn phải nói vòng vo như vậy làm gì, cứ nói thẳng sự tình cho Hướng Đông Tinh nghe không phải là xong rồi sao? Tề Đằng Nhàn nói như vậy cũng là để thăm dò tính tình Hướng Đông Tinh mà thôi. Nếu như sau khi cô ta nghe hắn nói như vậy mà vẫn tỏ ra khinh thường, thậm chí giận cá chém thớt lên Dương Quan Quan, thì Tề Đằng Nhàn phải cân nhắc xem hắn có nên tiếp tục giúp đỡ cô ta nữa hay không. Cũng may Hướng Đông Tinh là người có giới hạn, không máu lạnh như mọi người tưởng tượng. Đùa với Hướng Tổng mà thôi, chuyện này đã giải quyết xong rồi. Bốp Đa Nốt sẽ lấy danh nghĩa tập đoàn Hướng Thị để tham gia đại hội thu hút đầu tư. Tề Đằng Nhàn nói, cái gì? Anh đang đùa tôi à? Hướng Đông Tinh nhíu mày, thật sự không cách nào để tin tưởng lời nói nhảm của Tề Đằng Nhàn. Tề Đằng Nhàn cười, nói, Bốp Đa Nốt là con trai của cổ tân tư cơ. 50 tỷ vàng của tôi đều là lấy từ chỗ của cổ tân tư cơ. Cô cảm thấy tôi đánh một thư ký nhỏ sẽ thành chuyện lớn được sao? Sau khi nghe xong, Hướng Đông Tinh đang sừng sốt,
liền cảm thấy yên tâm. Sau đó hung tợn, trừng mắt nhìn tên Đằng Nhan. Cô ta cảm thấy tên này cố ý trêu chọc mình. Dương Quan Quan sau khi nghe xong tên Đằng Nhan nói như vậy, cũng ngay lập tức trợn to mắt, hai mắt nhìn. Ngay đó tại bữa tiệc do Từ Ngạo Tuyết tổ chức, Tề Đằng Nhan xuất hiện trên sân khấu, tìm đến người đứng đầu ngân hàng Thụy Quốc ở Hoa Quốc, chuyển cho tập đoàn Hướng Thị 10 tỷ vàng. Cô ta cho rằng 10 tỷ vàng này đã vô cùng nhiều rồi. Nhưng khi nghe Tề Đằng Nhan nói câu này, sự việc vốn không chỉ đơn giản như vậy, không phải 10 tỷ vàng mà là tròn 50 tỷ. Thư ký Dương, đây chính là bí mật giữa tôi và Hướng Tổng. Cô nghe được cũng được, cũng đừng đem đi nói lung tung ở bên ngoài. Tề Đằng Nhan nhìn Dương Quan Quan một cái, chậm rãi nói. Dương Quan Quan ngẩn người. Nếu như cô không quản được miệng, thì để tôi giết người diệt khẩu. Tề Đằng Nhan cười dữ tợn, nói. Hướng Đông Tinh ở bên cạnh cũng nhíu mày. Loại chuyện này anh đừng nhắc đến với bất kỳ ai nữa. Nếu khiến cho Từ Ngạo Tuyết cảnh giác, chúng ta không kiếm được tiền nữa đâu. Trong lúc nói chuyện, cô ta dùng ánh mắt chần chừ nhìn về phía Dương Quan Quan, giống như là đang suy nghĩ chuyện giết người diệt khẩu mà Tề Đằng Nhan đã nói. Dương Quan Quan thấy vậy hoảng sợ. Cô ta bị hai người này làm cho sợ tới mức mồ hôi lạnh tuôn như suối, cuống quýt khoát tay áo lắp bắp nói. Hai người hãy yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ ai cả. Tề Đằng Nhan cười một tiếng, đùa với cô thôi, xem cô bị dọa thành cái dạng gì rồi kìa, đúng là kinh hãi quá nhỉ. Dương Quan Quan coi như đã rõ ràng Tề Đằng Nhan đang cố ý gài bẫy cô ta, vậy mà Hướng Đông Tinh còn phối hợp với hắn nữa, đúng là tư bản chó má, thật sự xấu xa. Nếu Bogdanov đã đến tỉnh Đông Hải để đầu tư xây dựng nhà máy thì tôi hoàn toàn yên tâm rằng chuyện này có thể được giải quyết. Hướng Đông Tinh an tâm ngồi xuống. Loại nhân vật cấp cao như Bogdanov không phải nói mời tới là có thể mời tới được. Những người còn lại muốn mời chào đầu tư nước ngoài cao cấp hơn tập đoàn Hướng Thị là chuyện không thể nào. Xã phủ Cầm Khoa rất trâu bò phải không? Nhưng ở trước mặt Bogdanov cũng chỉ là một đàn em. Dù sao thì hiện giờ người thân của anh ta đều là dựa vào cổ tân tư cơ mới có thể tích lũy được bằng ấy. Lát nữa tôi lại tới, bây giờ tiện đi xử lý công việc một chút. Hướng Đông Tinh giơ tay lên nhìn đồng hồ. Một lát nữa là bắt đầu rồi, mà giờ còn đi xử lý công việc gì nữa, nghỉ ngơi đi. Tề Đằng Nhan nói. Hắn phát hiện Hướng Đông Tinh đã có quầng thâm, hơn nữa tinh thần cũng vô cùng tiêu tụy. Hướng Đông Tinh lắc đầu nói. Không thể lùi lại được, tôi đi trước, khi đại hội bắt đầu sẽ tới sau. Tề Đằng Nhan không khuyên can cô ta nữa, để cho cô ta đi. Chẳng qua là anh cảm thấy Hướng Đông Tinh thật đúng là một người cuồng công việc. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ đột tử mà chết. Hướng Tổng đúng thật chăm chỉ. Dương Quan Quan nhìn bóng lưng Hướng Đông Tinh cảm thán. Ha ha, Tề Đằng Nhan chỉ cười. Hướng Đông Tinh có lẽ cũng rất muốn nghỉ ngơi, nhưng ý thức sứ mệnh khó hiểu trên vai luôn làm cho cô ta không nỡ dừng lại. Người nhà đột ngột qua đời ngoài ý muốn, khiến cho cô ta cảm thấy mình phải gánh vác công ty do bố mẹ để lại. Nếu không đâu vào đâu, sẽ có lỗi với tâm huyết mà bố mẹ đã gây dựng. Cô ta sống như vậy, sao không mệt cho được? Tề Đằng Nhan tuy còn trẻ, nhưng khi ở trong nhà tù Udo, hắn đã gặp được qua đủ các loại phạm nhân. Có người trời sinh đã ác, cũng có người bất đắc dĩ mới đi đến con đường phạm tội. Mỗi một người đều có một nỗi khổ của riêng mình. Ngay cả lão đầu tề đã chôn sống hơn vạn tù binh kia cũng sẽ sụt sịt nước mắt khi kể lại thời thơ ấu của mình. Từ nhỏ ông ta đã sống ở một nơi nghèo khó đến cùng cực. Sau đó nơi này bị một quân phiệt đến thống trị. Quân phiệt này cắt xén thức ăn của người dân, mang hai người đói bụng 3 ngày nhốt vào trong lồng sắt để mặc cho bọn họ chém giết lẫn nhau. Chỉ khi thắng thì mới có tư cách sống sót, còn được ăn một miếng cơm nắm. Dương Quan Quan chống cằm, ngây ngốc nhìn bóng lưng của Hướng Đông Tinh. Cũng không biết cô ta đang nghĩ cái gì. Có lẽ là cảm thấy bản thân phải chịu đựng được tình trạng như hiện tại của Hướng Đông Tinh mới có thể ra mặt chống lại Dương gia.
Tê Đảng Nhàn thì nghiêm túc nhìn vào ngực cô ta, lúc nào cũng mang theo hai trái bóng nặng trịch như thế, không cảm thấy mệt hay sao? Khoa học đã chứng minh, phụ nữ có ngực lớn thường có xu hướng gặp phải các bệnh như gai đốt sống cổ. Anh đang nhìn cái gì vậy? Dương Quan Quan phục hồi lại tinh thần, phát hiện Tê Đảng Nhàn nhìn nghiêng mắt thì liền cảnh giác. Cô ta đưa tay ra, kéo chặt áo khoác của mình rồi cài hết cúc áo lại. Cho Tê Đảng Nhàn bưng cà phê lên uống một ngụm, xấu hổ ho khan hai tiếng. Tôi thấy cô hoạt động vẫn là chưa được tự nhiên lắm, vết thương chưa khỏi hẳn hay sao? A, à, tên dây sồn này. Dương Quan Quan trực tiếp cho hắn một ngón giữa, thậm chí còn nghiêng người qua một chút. Tê Đảng Nhàn cảm thấy sự tin tưởng giữa người với người thật đúng là mỏng manh đến đáng thương. Hắn chỉ yên lặng nhìn một chút thôi, có cần phải đề phòng nghiêm ngặt như vậy hay không? Thời gian trôi qua rất nhanh, Hương Đông Tinh đã quay trở lại. Đi thôi, đi tham gia đại hội thu hút đầu tư. Hương Đông Tinh vẫy vẫy tay với Tê Đảng Nhàn và Dương Quan Quan. Thời điểm Dương Quan Quan bất đắc dĩ đi tính tiền, cảm giác mông của mình bị người ta vỗ mạnh một cái. Cô ta hoảng sợ, con tưởng rằng cái tên Tê Đảng Nhàn này to gan lớn mật đến mức như vậy, lại còn biết đùa giỡn mình. Vừa quay đầu lại thấy một gương mặt ngoại quốc thô ráp, mặt đầy râu quai nón, nụ cười bị ổi đến mức có hơi kỳ cục. Tên hào sắc chết tiệt. Dương Quan Quan giơ tay tát vào mặt của ông ta. Nếu như là Tê Đảng Nhàn thì một cái tát này còn phải suy nghĩ xem có nên đánh hay không, bởi vì dù sao thư ký cũng không thể đánh ông chủ được mà. Thời điểm bàn tay vừa vung ra được một nửa đã bị vệ sĩ bên cạnh người đàn ông ngoại quốc này đưa tay giữ chặt lấy. Quý cô mỹ lệ, không cần phải tức giận như vậy đâu, người tuyết quốc chúng tôi tương đối cởi mở, khi nhìn thấy cô gái hợp ý đều muốn đến sờ mông của cô gái ấy. Người ngoại quốc cười ngâm ngâm nói, phất phất tay nói với vệ sĩ, sao ông không về nhà mà sờ mẹ ông đi. Dương Quan Quan tức giận, mặt khác bàn tay còn lại vẫn nâng lên vung bảy bàn tay đánh vào gò má người ngoại quốc. Thân thủ vệ sĩ bên cạnh người ngoại quốc rất lợi hại, chỉ chốc lát đã nắm được một bàn tay khác của Dương Quan Quan, trực tiếp bắt cả hai tay của cô ta lại. Người ngoại quốc cười nói, quý cô mỹ lệ, kẻ hèn tên là Shevchenko, xin hỏi tên xưng hô của cô có hứng thú kết bạn một chút hay không? Sau khi Dương Quan Quan nghe thấy cái tên này không khỏi ngẩn người, nói, Shevchenko, tổng giám đốc của tập đoàn trí tuệ khoa học mà Từ Ngọ Tuyết mời đến kia sao? Shevchenko vừa nghe thấy vậy không tin được là Dương Quan Quan lại nhận ra mình, mừng rỡ gật gật đầu nói, đúng là tôi đây, không biết quý cô có hứng thú dùng một bữa tối với tôi hay không. Khi nói chuyện, Shevchenko đã để vệ sĩ buông lỏng tay của Dương Quan Quan ra. Dương Quan Quan ánh mắt lạnh lùng nói, ăn con mẹ nhà ông, cái đồ lưu manh, ai muốn dùng bữa tối cùng thứ đồ chó má như ông, làm người còn tệ hơn cả bình thường. Shevchenko đen mặt nói, tôi mời cô dùng bữa tối vậy mà cô còn dám không đồng ý, còn dám mắng tôi, cô biết tôi là ai, còn dám nói với tôi câu như vậy ư? Nếu không hôm nay ông không xin lỗi, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho ông, trực tiếp báo cảnh sát bắt ông đấy. Dương Quan Quan cắn răng nói, người này mới vừa rồi thế mà dám chấm mút tới trên người cô ta, sao có thể bỏ qua cho được. Càng nghĩ càng giận, Dương Quan Quan giơ tay muốn đánh về phía mặt của Shevchenko. Lúc này đây, bàn tay của cô ta vẫn bị vệ sĩ của Shevchenko chặn lại như lần trước. Nhưng Shevchenko lại không trò chuyện vui vẻ với cô ta giống như lúc nãy, mà ánh mắt trở nên lạnh băng. Tay của vệ sĩ dùng sức thêm một chút, Dương Quan Quan lập tức đau đến mức sắc mặt trắng bệch mà hừ thảm một tiếng, gần như là quỳ rạp xuống đất. Con đàn bà thôi tha, cho mày mặt mũi mà mày không cần đúng hay không? Shevchenko duỗi tay túm lấy đầu tóc của Dương Quan Quan, giơ tay tát một phát thật mạnh lên trên mặt cô ta. Không phải là chỉ sờ mông nhà mày một chút thôi sao? Con muốn lấy bàn tay tát tao. Ông đây ở Tuyết Quốc, cho dù là ngôi sao lớn quốc tế thì nhìn thấy cảnh này cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống ăn ngon nói ngọt với ông đây.
May thì tính là thứ gì chứ? Giờ mày một chút, mày đã muốn cho tao một cái tát rồi sao? Có biết ông mày là khách quý của tỉnh Đông Hải bọn mày hay không? Có biết ít nhiều, quan viên của Hoa Quốc đều cầu xin ông đây tới đầu thư hay không hả? Dương Quan Quan bị bàn tay to như kim sắt của vệ sĩ nhét đến mức nước mắt cũng rơi xuống, nhưng rốt cuộc vẫn không sợ hãi, cắn răng nói: Shevchenko, tôi đi mẹ nhà ông. Ông muốn chơi thì cút trở về tuyết quốc của ông mà chơi. Nơi này chính là Hoa Quốc, không phải là nơi ông muốn làm gì thì làm. Shevchenko túm lấy đầu tóc của Dương Quan Quan, từ trên cao nhìn cô ta, nói: Ai cho mày cái tự tin dám nói chuyện với tao như vậy hả? Tao nói cho mày biết, cho dù là bây giờ tao gọi người tới trói mày vào phòng, người của bọn mày cũng phải lau mông cho tao, xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Dương Quan Quan đau đến mức da đầu cũng sắp nứt ra cả. Cô ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở ngay đất nước của mình lại bị một tên ngoại quốc bắt nạt như vậy. Thời điểm Shevchenko đang chuẩn bị mạnh mẽ kéo người đi, bỗng nhiên cảm giác da đầu của mình căng chặt lên. Cái đầu đầy tóc xoăn dài của ông ta bị một bàn tay to xách lên, đau đến mức hét lên thảm một tiếng, lập tức buông lỏng Dương Quan Quan. Vệ sĩ thấy thế, trực tiếp tung một cú đấm đối với người ở phía sau ông ta. Shevchenko cũng bởi vì vậy mà được cứu, tóc cũng được người ta buông lỏng ra. Người ở phía sau nhường vệ sĩ ra quyền thoải mái, sau đó khom lưng tiến thêm một bước, duỗi tay ôm lấy eo của Dương Quan Quan, trực tiếp đưa tới bên người của mình. Giám đốc Tề. Dương Quan Quan nhìn thấy Tề Đằng Nhàn, cảm thấy vô cùng ấm ức. Nếu như không phải người này bỏ lại một mình đi tính tiền, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Bản thân mình sao có thể chịu thiệt thòi như vậy cơ chứ? Nước mắt của cô ta thoáng cái đã rơi xuống. Khóc cũng rất đẹp, làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Tề Đằng Nhàn nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng của Dương Quan Quan. Đừng khóc, đừng khóc, để tôi tới giúp cô chút cơn giận này là được. Shevchenko quay đầu, căm tức nhìn Tề Đằng Nhàn, cả mặt đều đỏ bừng cả lên, hung tợn nói: Mày chính là người vừa mới nắm tóc của tao, thằng chó đẻ này, tao muốn giết cả nhà mày. Ở Tuyết Quốc, Shevchenko chính là người ngang tàng, ngoại trừ mấy tên đầu sỏ ở phía trên ra thì không ai là ông ta không dám trêu chọc. Cho dù là tư lệnh của cao nguyên Đông Bắc ở Tuyết Quốc, khi nhìn thấy ông ta cũng phải dè chừng. Rốt cuộc thì nguồn cung cấp cho những quân đội kia đều là do ông ta duy trì. Thư chó má này, ai cho ông lá gan dám đùa giỡn thư ký của tôi? Ai cho ông lá gan để ông cảm thấy ở Hoa Quốc có thể hoành hành không cố kỵ gì như vậy? Tề Đằng Nhàn híp mắt, lạnh lùng nhìn Shevchenko. Hương Đông Tinh cũng tới đây, sắc mặt rét run, nói: Ông Shevchenko, hành vi ngang ngược vô lễ của ông thật là làm cho người ta cảm thấy mất mặt. Shevchenko tức giận, nói: Tao ở Hoa Quốc của bọn mày chính là khách quý, tao muốn làm như thế nào thì làm như thế ấy, đến lượt bọn mày đến nói với tao hay sao? Cút mẹ ông đi. Tề Đằng Nhàn giao Dương Quan Quan lại cho Hương Đông Tinh, rồi chuẩn bị động tay dạy dỗ Shevchenko. Vệ sĩ của Shevchenko lại đứng ngăn ở trước mặt Shevchenko. Mày muốn thử xem sự lợi hại của vệ sĩ nhà tao à? Hắn chính là chiến sĩ đi ra từ trại huấn luyện của cao nguyên Đông Bắc ở Tuyết Quốc, thậm chí đã từng vật lộn với chó điên nhốt ở trong cái lồng sắt đấy. Shevchenko cười lạnh, đáp: Quân chúng trong Starbucks đều trốn ra rất xa, sợ sẽ ảnh hưởng đến mình. Người Tuyết Quốc này cũng quá ngông cuồng, quá đáng giận, nhất định phải dạy dỗ ông ta thật tốt, cho ông ta biết lợi hại. Đúng vậy, nơi này là Hoa Quốc của chúng ta, cũng không phải là Tuyết Quốc của bọn họ. Ông ta có cái gì mà kiêu ngạo như vậy cơ chứ? Dám ngông cuồng ở Hoa Quốc chúng ta như vậy, nhất định phải trừng phạt ông ta. Những khán giả kia ngay lúc này đều ủng hộ Tề Đằng Nhàn, hy vọng hắn có thể dạy dỗ tên Shevchenko kiêu ngạo này một chút. Như thế làm cho Tề Đằng Nhàn thấy không quen lắm. Thường khi có chuyện xảy ra, những người vây xem đều sẽ đứng ở mặt đối lập với hắn, giúp đỡ đối thủ mỉa mai và chế giễu hắn. Vệ sĩ của Shevchenko cao lớn, thậm chí trên mặt còn có một vết sẹo rất to. Đó chính là vết cào
do móng vuốt của gấu chó để lại, gần như là phá hủy nửa khuôn mặt của anh ta. Đám người vây xem đang nói chuyện, nhưng cũng không khỏi vì Tề Đằng Nhàn mà toát mồ hôi hột. Kể cả có là tình trường của bọn mày, khi gặp tao cũng phải tôn sùng tao như khách quý. Mày dám đối xử với tao như vậy, chính là đang tự tìm đường chết. Tề Đằng Nhàn nghe xong thì nhún vai, nhếch miệng, rồi tát vào mặt của Shevchenko, thản nhiên nói: vậy thì sao? Bọn họ tôn sùng ông là thượng khách thì liên quan quái gì tới tôi? Mọi người nghe Shevchenko nói xong cũng không khỏi tê dại ra đầu. Không ngờ rằng bối cảnh của bộ lông này thế mà lại lớn như vậy. Nhưng sau khi nhìn thấy Tề Đằng Nhàn lại tát ông ta thêm một cái run rẩy cả người, đã biết đối phương có bối cảnh như vậy mà Tề Đằng Nhàn còn dám tiếp tục ra tay, quả thực quá không kiêng nể gì rồi. Cho ông một cơ hội, quỳ xuống, sau đó thành thành thật thật nhận lỗi, tôi sẽ để cho ông đủ tay đủ chân mà rời khỏi Hoa Quốc. Hoặc là ông cứ tiếp tục nhảy nhót lung tung, tôi sẽ để cho ông biết Hoa Quốc không phải là nơi mà bọn Tây như ông có thể diễu võ dương oai. Tề Đằng Nhàn nhàn nhạt nói với Shevchenko, trực tiếp làm lơ tên vệ sĩ hung hãn có thể đánh nhau với gấu chó trước mặt này. Shevchenko cười dữ tợn một tiếng, nói: mày nói cái gì cơ? Cho tao cơ hội sao? Đúng thật là buồn cười, bẻ gãy tay chân tên này cho tao, tao muốn cho nó biết sự lợi hại của tao. Sau khi nói xong những lời này, vệ sĩ của Shevchenko đột nhiên ra tay. Tốc độ của hắn ta cực nhanh, thân thể cao to vạm vỡ, cường tráng đến mức không thua kém bất kỳ con gấu chó nào. Chỉ thấy vệ sĩ này đánh một quyền, sức gió mà nắm tay tạo ra có thể khiến da mặt của người ta biến đổi. Có thể thấy được sức lực của một đám này khủng bố đến bao nhiêu. Nếu như người thường bị một đấm như vậy đánh trúng, chỉ sợ đầu cũng sẽ bị nổ tung như dưa hấu mất thôi. Mọi người vây xem ở hiện trường phát ra một trận kinh hãi, đều đổ mồ hôi vì Tề Đằng Nhàn. Hừ, Tề Đằng Nhàn thì lại chỉ hừ lạnh một tiếng, chân phải tiến về phía trước một bước, tay phải thuận thế nhấc lên, một cái roi tay đánh vào nắm đấm. Một tiếng bang giòn tan vang lên, roi tay ở giữa nắm tay của vệ sĩ, đánh cho vệ sĩ kia đau đến mức nhăn cả mày, cuống quýt rụt nắm tay lại. Vệ sĩ cũng là biết gặp phải cao thủ, không dám có chút sơ suất nào cả, lập tức tiến lên, giơ tay một cái chưởng cắt ngang cổ họng của Tề Đằng Nhàn, đấm một quả xuống phía sương sườn. Khán giả hô to, cẩn thận, nhắc nhở Tề Đằng Nhàn phải chú ý nắm tay của đối phương. Bàn tay của Tề Đằng Nhàn nhẹ nhàng bâng cua, cắt lên cổ họng ấy, kéo ra trường đao của đối phương, đùi phải nhấc lên, dùng đỉnh đầu gối trực tiếp đánh về phía trước. Dầm, nắm tay đập trên đầu gối cứng rắn, phát ra một tiếng trầm vang. Cái nắm tay của vệ sĩ cũng đủ đánh nát một tảng đá cứng rắn, đánh nát băng cứng hơn 1.000 năm của cao nguyên Tuyết Quốc. Nhưng mà lần này lại bị Tề Đằng Nhàn đâm cho đau đớn không chịu nổi, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện biểu tình nhe răng trợn mắt. Hai chân của Tề Đằng Nhàn bước giao nhau một bước, đi lại phía trước tìm tòi, bắt đầu chộp về phía mặt. Vệ sĩ này cuống quýt lấy đôi tay bảo vệ khuôn mặt, nhưng mà năm ngón tay của Tề Đằng Nhàn lại giữ chặt cánh tay của hắn, kéo thẳng xuống dưới. Xoẹt, tiếng xẻ áo vang lên, chỉ thấy quần áo của vệ sĩ trong nháy mắt đã bị móng vuốt sắc bén xé rách, mang theo một mảng lớn da thịt và máu bay lên. Mọi người ngạc nhiên, chỉ cảm thấy có hơi khủng bố. Móng tay của người này chẳng lẽ là chế tạo thành từ sắt thép hay sao? Thật sự so với gấu còn sắc bén hơn nữa, chỉ cao một cái đã trực tiếp kéo xuống một khối da thịt của đối phương rồi. Vệ sĩ chịu một nhát cào này thì rất đau đớn, nhưng dù sao cũng là cao thủ, đã từng được huấn luyện ở cao nguyên Đông Bắc tại Tuyết Quốc, là người đã từng vật lộn với gấu chó, lập tức nhịn đau cắn răng, nhấc một chân lên đá thẳng về phía ngực của Tề Đằng Nhàn. Tập 99 xin kết thúc tại đây. Như Quỳnh xin hẹn quý anh chị khán thính giả vào những tập phát sóng tiếp theo. Mọi người đừng quên nhấn like, subscribe cho kênh Ngôn Tình Twitter để nhận được những thông báo mới nhất.